các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Nguyễn Minh Đăng, hiện là giáo viên trường tiểu học Nguyễn Bính, huyện Hồng Dân. Hôm nay thầy rất là vui cùng các em ôn tập một cái chủ đề ở toán lớp 5, đó là chủ đề 31, ôn tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Nhưng mà trước khi đi vào phần ôn tập, thầy muốn cùng các em ôn lại một số kiến thức thông qua phần khởi động. Bây giờ thầy mời các em lấy giấy nháp qua, chúng ta cùng kiểm tra kết quả để kiểm tra kiến thức của mình. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất. Không cần tính nêu nhanh kết quả. 35 x 26 bằng 910 thì 26 x 35 bằng 910. Câu thứ hai. Không cần tính nêu nhanh kết quả. 245 cộng 260 bằng 260 cộng chấm 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 245. Ở cái bài này thì chúng ta sẽ dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng để chúng ta thực hiện phép tính. Câu tiếp theo. Không cần tính nêu nhanh kết quả. 15 x 25 x 0 bằng. Chúng ta có kết quả bằng 0. Chúng ta biết rằng là tính chất của phép nhân thì trong một biểu thức mà toàn là phép nhân thì khi mà có một thừa số là 0 thì cả cái biểu thức đó có giá trị bằng 0. Bây giờ thầy mời các em đi vào nội dung của ôn tập của chủ đề 31, chủ đề ôn tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Đối với chủ đề này thì các em cần lưu ý mục tiêu của bài học hôm nay là ôn tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm và giải toán. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. Phép cộng. Chúng ta có biểu thức A cộng B bằng C. A cộng B được xem là một tổng và C này là kết quả sau khi thực hiện cái tổng này, cũng người ta cũng gọi nó là C này là tổng. A được gọi là số hạng, B cũng gọi là số hạng. Và trong phép cộng này có một số tính chất như sau. Tính chất giao hoán A cộng B bằng B cộng A. Tính chất thứ hai là tính chất kết hợp. A cộng B trong ngoặc cộng C bằng A cộng B cộng C trong ngoặc. Tính chất thứ ba là cộng với 0. A cộng 0 thì bằng 0 cộng A bằng A. Thì mời các em đi qua nội dung số 2, đó là phép trừ. Ta có biểu thức A trừ B bằng C. Đối với biểu thức này, A được gọi là số bị trừ, B được gọi là số trừ. Và biểu thức A trừ B này cũng gọi là một hiệu và C cũng gọi là hiệu. Và chúng ta có một số tính chất A trừ A bằng 0. Ví dụ 7 trừ 7 bằng 0, cái này thì quá dễ dàng. Chúng ta có thể kiểm chứng được ha. A trừ 0 bằng A. Ví dụ 8 trừ 0 bằng 8. Chúng ta đi vào nội dung số 3, đó là phép nhân. Chúng ta có biểu thức A nhân B bằng C. A nhân B thì ta gọi đó là tích. Và kết quả sau khi thực hiện cái tích này là C này cũng gọi là một tích. Trong cái biểu thức này thì A được gọi là thừa số và B cũng được gọi là thừa số. Và chúng ta trong phép nhân thì cũng có một số cái tính chất như sau. Tính chất thứ nhất là tính chất giao hoán. A nhân B bằng B nhân A. Tính chất thứ hai là tính chất kết hợp. A nhân B trong ngoặc nhân C thì chúng ta có thể bằng A nhân B nhân C trong ngoặc. Nhân một tổng với một số. A cộng B trong ngoặc nhân C, ta có thể triển khai ra là chúng ta lấy A nhân C rồi mới cộng B nhân C. Tiếp theo là nhân với thừa số 1. 1 nhân A bằng A nhân 1 bằng A. Hay nói cách khác là 1 thì nhân với bất kỳ số nào thì cũng bằng chính số đó. Nhân với thừa số 0.
Đây là một biểu thức mà chúng ta đã rất là quen rồi và chúng ta vừa khởi động chúng ta cũng có áp dụng, đó là 0 nhân a bằng a nhân 0 và kết quả cũng là bằng 0. Chúng ta đi qua nội dung thứ tư, đó là phép chia. Trong biểu thức a chia b bằng c, a này được gọi là số bị chia, b được gọi là số chia, và a chia b được gọi là thương, và c này cũng gọi là thương, là kết quả sau khi thực hiện phép chia. Và chúng ta lưu ý một điều rằng đó là không có phép chia cho số 0. Và a chia 1 thì bằng a, a chia a bằng 1, và với điều kiện là a phải khác 0. Hay đối với nội dung này chúng ta lưu ý giùm, ở phần chú ý này có nghĩa là chúng ta không có số chia bằng 0. Không chia b bằng 0 với điều kiện là b cũng khác 0. Đây là nội dung trong phép chia, chia hết. Và đối với phép chia thì chúng ta có còn một dạng nữa, đó là phép chia có dư. Và cái dạng toán này chúng ta cũng đã là được làm quen rồi. Trong phép chia có dư thì chúng ta có cái biểu thức a chia b bằng c, nhưng mà chúng ta chia không hết, thì r này gọi là số dư. Tương tự thì a này cũng gọi là số bị chia, b là số chia, c là thương, và r này là số dư. Và chú ý số dư này phải bé hơn số chia, số dư này là phải bé hơn hơn số chia là b. Vừa qua chúng ta vừa khái quát lại các cái tính chất về phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Để giúp các em khắc ghi hơn những nội dung kiến thức này thì thầy xin mời các em đi vào luyện tập để làm một số bài tập nhằm khắc ghi kiến thức cho nó sâu hơn nha. Bây giờ thầy mời các em đi vào bài tập số 1, bài tính nhẩm. Thầy mời các em lấy giấy nháp ra, chúng ta sẽ nhẩm. Câu A, 3,25 nhân 10, 3,25 nhân 0,1. Câu B, 417,56 nhân 100 và 417,56 nhân 0,01. Câu C, 28,5 nhân 100 và 28,5 nhân 0,01. Và bây giờ chúng ta sẽ nhẩm và chúng ta sẽ cùng kiểm tra cái kết quả với thầy. Rồi chúng ta bắt đầu nhẩm. Rồi bây giờ thầy tin rằng chúng ta đã có kết quả rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả. Đối với câu A, 3,25 nhân 10 bằng 32,5. Đây là nội dung mà chúng ta đã học rồi. 3,25 này chính là một số thập phân nhân với 10. Và chúng ta có quy tắc là khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, chúng ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy về bên phải 1 hoặc 2 hoặc 3 chữ số. Trong trường hợp này, nhân với 10 chúng ta chỉ dịch chuyển dấu phẩy về bên phải 1 chữ số, ta có kết quả là 32,5. Tiếp theo, 3,25 nhân với 0,1. Và chúng ta cũng có quy tắc là nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001, ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy về bên trái 1 hoặc 2 hoặc 3 chữ số. Trong trường hợp này, nhân với 0,1, ta dịch chuyển dấu phẩy về bên trái 1 chữ số. Nhưng do cái điều kiện ở đằng trước là không thể khuyết phần nguyên, nên chúng ta cho số 0 ở đằng trước. Và kết quả cuối cùng chúng ta là bằng 0,325. Cũng với cách làm tương tự như thế, thì chúng ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy về bên phải ở câu B, chúng ta có được kết quả là 41.756. Và ở câu B, ở phần thứ hai của câu B là 417,56 nhân với 0,01, ta có kết quả là 4,1756. Tương tự như vậy, ta cũng có kết quả ở câu C, đó là 28,5 nhân 100 thì bằng 2850. Và khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 thì như quy tắc hồi nãy thầy vừa nêu, ở trong trường hợp này là nhân với 100 nên ta dịch chuyển dấu phẩy về bên phải 2 chữ số. Và chúng ta thấy rằng 28,5, và trong cái trường hợp số thập phân bằng nhau thì chúng ta cũng có thể đọc là 28,50, nên chúng ta dịch chuyển dấu phẩy về bên đây
và kết quả cuối cùng chúng ta là 2850. Tương tự thì cũng áp dụng quy tắc nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001 thì ta trong trường hợp này 28,5 nhân với 0,01 ta dịch chuyển dấu phẩy về bên trái hai chữ số. Ta có kết quả là 0,285. Các em thân mến, việc tính nhẩm cho chúng ta thì có rất là nhiều cái thuận lợi, nhưng mà để làm được cái dạng toán này tốt thì chúng ta cần lưu ý. Đối với bài tập này thì chúng ta đã áp dụng hai cái công thức, đó là hai cái quy tắc, đó là nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 và nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001. Để làm được bài toán này cho nó tốt thì chúng ta phải thuộc và nhớ rõ hai cái quy tắc đó. Bây giờ thầy mời các em chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 2, tìm x. Ta có câu A, x cộng 5,84 bằng 9,16. Câu B, x trừ 0,35 bằng 2,55. Và đối với dạng toán này đã quá quen thuộc với chúng ta, và chúng ta sẽ tự thực hiện giải, sau đó sẽ cùng thầy kiểm tra kết quả và ôn lại những cái kiến thức có liên quan xung quanh những cái dạng toán tìm x này. Bây giờ thầy mời các em lấy giấy nháp ra cùng thực hiện giải với thầy. Rồi, bây giờ thầy tin chắc rằng cũng có những bạn đã hoàn thành xong. Nhưng mà có những bạn chưa hoàn thành thì chúng ta bỏ viết xuống và chú ý để theo dõi, chúng ta hiểu cái dạng toán này để thực ứng dụng trong giải toán tốt hơn ha. Đối với câu A, chúng ta thấy biểu thức x cộng 5,84 bằng 9,16. Trong biểu thức này thực hiện dấu cộng và vị trí của x này chính là số hạng. Và chúng ta có quy tắc để tìm số hạng là gì? Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Hay chúng ta cũng có thể đọc là ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Trong trường hợp này tổng là 9,16 trừ đi số hạng đã biết là 5,84. Như vậy đến đây ta chỉ cần lấy 9,16 trừ 5,84 và kết quả cuối cùng của chúng ta là 3,32. Bài tập 2B, x trừ 0,35 bằng 2,55. Đối với trường hợp này thì x đứng ở vị trí được gọi là số bị trừ. Và ta cũng có một cái quy tắc để tìm số bị trừ, đó là gì? Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Vậy trong trường hợp này hiệu là 2,55, ta sẽ cộng với 0,35 và kết quả cuối cùng đó là 2,9. Rồi, bây giờ để giải được dạng toán này tốt thì chúng ta cần lưu ý giùm thầy. Có những trường hợp ở trong bài tập số 2 này, trường hợp thứ nhất, câu A đó là tìm số hạng chưa biết, câu B đó là tìm số bị trừ chưa biết. Còn một dạng nữa đó là tìm số trừ, thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm ở trong sách giáo khoa. Bây giờ thầy mời các em đi tiếp theo bài tập số 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng ta có 3 ý. Ý thứ nhất là 689 cộng 875 trong ngoặc, sau đó cộng là 125. Ý B là 2/7 cộng 4/9 trong ngoặc cộng 5/7. Ý C là 5,87 cộng 28,69 cộng 4,13. Đối với dạng toán này là tính bằng cách thuận tiện nhất. Như vậy ta sẽ tính như thế nào cho nhanh, đúng và có hiệu quả ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại các cái tính chất của phép cộng. Đối với bài A này, chúng ta thấy để thực hiện tính thuận tiện thì chúng ta sẽ làm thế nào? Làm sao cho các cái số cộng lại nó chẵn, tròn trục, tròn trăm. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là gì? 875 cộng với 125 sẽ là chẵn. Như vậy ta sẽ áp dụng tính chất kết hợp trong phép cộng. Ta có thực hiện như sau.
ta lấy 875 cộng 125 trong ngoặc, sau đó cộng 689. Và khi thực hiện trong ngoặc này thì ta có kết quả là được 1.000. Và đến đây ta chỉ cần lấy là 1.000 cộng với 689 bằng 1.689. Tương tự cũng vậy. Câu B, ta áp dụng tính chất kết hợp. Ta thấy trong cái biểu thức này toàn là phân số. Để thuận tiện trong việc giải toán này thì chúng ta thấy là 2/7 và 5/7 này có cùng cái mẫu số, nên chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện được. Chúng ta sẽ áp dụng tính chất kết hợp trong phép cộng. Chúng ta lấy 2/7 cộng 5/7 trong ngoặc cộng trước, rồi chúng ta mới cộng 4/9 sau. Đến đây chúng ta thấy 2/7 cộng 5/7 thì chúng ta áp dụng quy tắc cộng hai phân số, đó là gì? Hai phân số có cùng mẫu số, ta chỉ cần việc lấy tử cộng tử và mẫu giữ nguyên. Như vậy 2 cộng 5 bằng 7. Vậy kết quả chúng ta là 7/7. Sau đó chúng ta hạ cái 4/9 này xuống. 7/7 cộng 4/9. Và một có điều đặc biệt ta còn nhớ trong ở tính chất của phân số, đó là gì? Tử bằng mẫu thì bằng 1. Như vậy ta sẽ có là 7/7 này ta đổi thành, ta hiểu đó là gì? Là 1. 1 cộng với 4/9 thì chúng ta có hỗn số là 1 và 4/9. Đó là kết quả cuối cùng. Câu C. Ở trong trường hợp này ta quan sát thấy gì? Cái số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba. Số hạng thứ nhất là 87% và số hạng thứ ba là 13%. Thì ta sẽ thấy là 7 cộng 3 này sẽ bằng gì? Sẽ bằng 10, là tròn trục, phải không? Như vậy ta sẽ đưa vào trong ngoặc thực hiện trước. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện cộng với 28,69 sau. Như vậy ta lấy 5,87 cộng 4,13, chúng ta bằng 10. Và 10 cộng với 28,69 thì đến đây chúng ta thấy chúng ta chỉ cần nhẩm thôi, chúng ta cũng ra kết quả đó là 38,69. Các em thân mến, đối với dạng toán này tính bằng cách thuận tiện nhất thì chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có sự quan sát thật là tinh tế. Chúng ta áp dụng những cái tính chất tùy theo từng cái dạng biểu thức mà chúng ta áp dụng cái tính chất, để chúng ta làm sao cho đưa về những cái dạng tròn trục, tròn số, để chúng ta thuận tiện tính cho kết quả nhanh hơn. Ví dụ bài A này, chúng ta cộng của số hạng thứ hai với số hạng thứ ba trước. Bài B này chúng ta cộng là số hạng thứ nhất với số hạng thứ ba, để đưa về dạng hai phân số có cùng mẫu số để chúng ta thuận tiện trong giải toán. Như vậy thì để giải được dạng toán này tốt thì chúng ta cần phải quan sát, phần phải thực hiện và thực hành nhiều video để rèn luyện những kỹ năng cho nó tốt hơn. Bây giờ thầy mời chúng ta đi qua bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Một xã có 540,8 hecta đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là 385,5 hecta. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó. Như vậy chúng ta đọc bài toán thì chúng ta thấy gì? Bài toán đã cho biết gì? Cho biết thứ nhất, đó là diện tích đất trồng lúa là 540,8 hecta. Biết cái phần thứ hai, đó là gì? Đất trồng hoa ít hơn đất trồng lúa là 385,5 hecta. Như vậy để tính tổng được diện tích của trồng lúa trồng hoa thì chúng ta phải biết được cụ thể diện tích đất trồng hoa là bao nhiêu. Đến đây ta thấy gì? Nhìn vào sơ đồ thì chúng ta có thể dễ dàng được tìm cái diện tích của đất trồng hoa. Bây giờ thầy mời các em, bài này cũng tương đối dễ, thầy mời các em lấy giấy nháp ra cùng giải và sau đó kiểm tra kết quả với thầy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả. Thứ nhất, để tính tổng được diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa thì đầu tiên chúng ta phải biết được diện tích đất trồng hoa. Bây giờ chúng ta đi tìm diện tích đất trồng hoa. Nhìn vào sơ đồ này ta chỉ cần lấy diện tích đất trồng lúa và trừ cái phần hơn này thì ra diện tích đất trồng hoa. Có nghĩa là chúng ta lấy 540,8 trừ 385,5 bằng
155,3 hecta. Đó là diện tích đất trồng hoa. Sau khi biết được diện tích đất trồng hoa thì chúng ta tính tổng diện tích hai đất trồng lúa và đất trồng hoa luôn thì rất là dễ dàng. Diện tích đất trồng lúa và hoa là ta lấy diện tích đất trồng lúa là 540,8 cộng với 155,3 bằng 696,1 hecta. Đáp số 696,1 hecta. Đó là nội dung của bài toán số 4. Các em thân mến, vừa qua thầy và các em đã cùng ôn tập nội dung về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia ở chương trình lớp 5, toán lớp 5. Thì thầy hy vọng rằng các em sẽ dành thời gian để nghiên cứu và ôn tập thêm để chuẩn bị trong kỳ thi cuối năm sắp tới. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em sức khỏe, học tốt và chăm ngoan.